Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chủ nhật thứ năm mùa thường niên. Để hiểu rõ hơn về sứ điệp lời Chúa hôm nay, giờ đây xin mời quý vị cùng lắng nghe lại đoạn tin mừng hôm nay. Trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đứng ngự trên trời. Kính thưa cộng đoàn, bài tin mừng ngày Chủ nhật hôm nay, Đức Giêsu đề cập đến hai thực tại rất quen thuộc đối với mỗi người Kitô hữu chúng ta nói riêng, cũng như đối với tất cả mọi người nói chung. Ánh sáng và muối là hai thực tại mà mỗi người chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta vẫn dùng tới, chúng ta vẫn đang hưởng nhờ, mà có khi vì quá quen thuộc, chúng ta không còn để ý sự hiện diện của chúng trong đời sống thường ngày. Sứ điệp tin mừng hôm nay như là một lời mời gọi để nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự hiện diện của muối và ánh sáng trong trần gian và trong đời sống của mỗi người chúng ta. Trong từng bữa ăn, chúng ta hưởng nếm được hương vị mặn mà, đó chính là nhờ muối. Trong đời sống thường ngày, có khi chúng ta quên mất sự hiện diện của ánh sáng mà chính Thiên Chúa đã tác tạo nên qua ánh sáng mặt trời, qua ánh sáng của mặt trăng và ánh sáng của các loại công nghệ đèn trong thế giới ngày hôm nay. Như vậy, thưa cộng đoàn, chúng ta có thể nói rằng muối và ánh sáng là ân sủng, là sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống thường ngày mà mỗi người chúng ta phải chân nhận. Đó chính là một thực tại mà chúng ta không thể phủ nhận. Bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ của Ngài. Chính anh em là muối, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Khi Đức Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài trở nên muối, tức là các môn đệ phải làm sao thể hiện được cái căn tính của mình, cái chức năng của mình trong đời sống của người môn đệ Đức Kitô. Đời sống của người môn đệ Đức Kitô đó là ướp mặn cho cuộc đời này. Đời sống của người môn đệ Đức Giêsu đó là làm ánh sáng cho trần gian. Chúng ta có thể nói rằng khi chúng ta bước vào trong trần gian này, chúng ta không thể sống cho chính bản thân của mình, hay là chúng ta sống cho một riêng ai. Sứ mạng của người môn đệ Đức Kitô như đã được định nghĩa trong hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân. Trong hiến chế này, Thánh Công đồng Vaticano đệ nhị đã nhắc nhở người Kitô hữu là người môn đệ Đức Kitô, chúng ta phải chiếu rải ánh sáng của Đức Kitô cho muôn dân. Chúng ta phải rao giảng tin mừng của Ngài cho hết mọi dân mọi nước, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt quốc gia, và chúng ta cũng không phân biệt một ý thức hệ nào trong đời sống của nhân loại. Như vậy, thưa cộng đoàn, chúng ta ý thức được lời mời gọi của Đức Giêsu: chính anh em là muối, chính anh em là ánh sáng cho trần gian.
Đức Giêsu cũng cảnh báo người môn đệ Đức Kitô, nếu muối mà nhạt đi thì lấy gì mà ướp nó cho mặn lại, lúc đó chỉ còn quẳng ra ngoài cho người ta chà đạp mà thôi. Muối mang lại hương vị cho cuộc đời, muối làm cho bữa ăn thêm mặn mà. Như vậy người môn đệ Đức Kitô được mời gọi để làm cho đời sống này trở nên ý nghĩa hơn, làm cho con người xích lại gần nhau hơn và làm cho tình người ngày một mặn mà hơn. Như vậy chúng ta đã xác định được căn tính mà chính Đức Kitô mời gọi người môn đệ của Ngài. Hãy làm chứng cho chính Ngài trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng thì phải chiếu sáng. Ánh sáng chiếu sáng một cách vô tư. Ánh sáng chiếu sáng một cách mạnh mẽ. Ánh sáng phải đẩy lui được bóng tối. Ở đây, Đức Kitô mời gọi người môn đệ hãy đẩy lui bóng tối của tội lỗi, đẩy lui bóng tối của sự nghi nan, đẩy lui bóng tối của hận thù, ghen ghét, đẩy lui tất cả những thứ bóng tối làm cho nhân loại có nguy cơ đứng bên bờ tuyệt chủng. Tất cả những điều này, ngày Chủ nhật hôm nay, Đức Kitô mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta hãy xác định lại, chúng ta là muối, chúng ta là ánh sáng cho trần gian. Ước mong rằng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta đừng bao giờ quên những ân huệ Thiên Chúa đã ban tặng trong đời sống thường ngày. Nhưng rồi chúng ta lại phải ý thức được vai trò và trách nhiệm của người Kitô hữu, người môn đệ Đức Kitô trong cuộc đời và đặc biệt trong sứ mạng mà chính Ngài đã trao ban và mời gọi chúng ta để làm cho mối của mỗi người Kitô hữu chúng ta ngày một mặn mà hơn, không bị biến chất đi giữa trần gian đầy những mưu mô vàng thau lẫn lộn này. Và chúng ta càng phải trở nên ánh sáng cho người đời, dù chúng ta đang sống giữa bóng đêm của tội lỗi, của biết bao sự đe dọa. Chính Đức Kitô đã chiếu rải ánh sáng của Ngài trên cuộc đời chúng ta. Xin cho mỗi người Kitô hữu chúng ta biết giữ lấy ánh sáng ấy, khi chúng ta luôn luôn biết soi rọi lời Chúa vào trong cuộc đời của mình, vào trong mọi suy tư, vào trong cách hành xử của chúng ta, để muối và ánh sáng ấy không bao giờ nhạt đi và ánh sáng cũng không bao giờ bị lu mờ trước bóng tối của tội lỗi hay mọi thứ đe dọa. Xin Chúa chúc lành và nâng đỡ sứ mạng của mỗi người Kitô hữu chúng ta trong sứ mạng mà chính Đức Kitô đã mời gọi và Hội Thánh cũng đang đồng hành với chúng ta trên con đường chúng ta loan báo tin mừng. Amen. Xuân lại đến cho hoa lá khoe tươi, cho muôn người vui cười. Tình xuân nồng ấm bao tràn chứa hồn thơ yêu thương giờ chớm nở. Niềm vui đời con là niềm vui tình Chúa khi theo thánh ý của Ngài, dẫu trong u hoài thì mùa xuân vinh thắng trong tin yêu càng thắm nồng. Chúa chính mùa xuân, mùa yêu thương vô tận, mùa an vui vô ngần. Chúa chính mùa xuân, mùa đơm bông kết trái tươi thắm mãi ngàn năm. Xin dâng lên
con dâng Chúa câu kinh trong tâm tình cảm tạ. Ngài đã gìn giữ qua bao nỗi lầm than, qua những ngày gian khổ. Lời con nguyện xin là lời kinh bình yên, qua đi những nỗi ưu phiền vẫn luôn một niềm lòng cậy tin yêu mến phó thác nơi Ngài suốt đời. Chúa chính mùa xuân, mùa yêu thương vô tận, mùa an vui vô ngần. Chúa chính mùa xuân, mùa đơm bông kết trái tươi thắm mãi ngàn năm. Xin dâng lời chúc tụng cảm ơn ơn Chúa ban, xin cho giang danh Ngài mãi mãi Chúa mùa xuân. Còn mãi tuy hoa lá thôi bay nhưng tim hồng vẫn nâu. Mùa xuân còn mãi cho ai sống sạch trong với tâm lòng mơ rộng. Tình yêu chẳng vơi là mùa xuân hồng tươi khi vui sống giữa muôn người vẫn luôn tươi cười. Tìm vượt qua gian khó tin có Chúa hàng ở cùng. Chúa chính mùa xuân, mùa yêu thương vô tận, mùa an vui vô ngần. Chúa chính mùa xuân, mùa đơm bông kết trái tươi thắm mãi ngàn năm. Xin dâng lời chúc tụng cảm ơn ơn Chúa ban, xin cho giang danh Ngài mãi mãi Chúa mùa xuân. Xin dâng lời chúc tụng cảm ơn ơn Chúa ban, xin cho giang danh Ngài mãi mãi Chúa mùa xuân. Xin dâng lời chúc tụng cảm ơn ơn Chúa ban.